Sau đủ loại chen với mì tôm, dân mạng lại đua nhau thử món mì tôm ăn cùng vạn thọ, loài hoa bày Tết đặc trưng ở miền Nam với mùi hăng nồng đặc trưng. Cách đu chen ăn bông vạn thọ cùng mì tôm rất đơn giản, chỉ cần ngắt những bông hoa còn non, nụ chưa nở, có kèm vào chiếc lá, đem rửa sạch, cuối cùng là úp cùng mì tôm rồi thưởng thức. Nhiều TikToker thận trọng nhắc nhở cư dân mạng rằng để hưởng ứng chen ăn bông vạn thọ cùng mì tôm, chỉ nên dùng những bông vạn thọ nhà trồng để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hoa trong những chậu vạn thọ được mua sẵn bên ngoài luôn có nguy cơ tồn dư chất kích thích cũng như các hóa chất bảo vệ thực vật khác. Những video ăn bông vạn thọ cùng mì tôm được đăng tải lên mạng xã hội sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn thường thu về hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận.